Một quy định mới của Trung Quốc rất có thể Việt Nam ta cần học hỏi để bảo vệ cho những người lính thường xuyên làm nhiệm vụ xa nhà. Theo đó, luật quốc phòng Trung Quốc quy định bất cứ ai chung sống hoặc kết hôn với người khác mà biết người đó là vợ hoặc chồng của quân nhân sẽ phải đối mặt với án tù hình sự. Hình phạt với tội danh này đặc biệt nghiêm trọng vì nhà nước không chỉ có nghĩa vụ bảo vệ hôn nhân của các quân nhân đó mà còn phải bảo vệ danh dự, lòng tự trọng cho những ai đang sẵn sàng đổ máu hy sinh vì Tổ quốc. Do các binh sĩ thường xuyên sống xa nhà và không thể chăm sóc gia đình, việc lợi dụng sự vắng mặt của họ để phá hoại hôn nhân bị xem là vô đạo đức và tội ác không thể dung thứ. Vì một khi cuộc hôn nhân của người quân nhân gặp nguy hiểm, lý trí và tinh thần của anh ta sẽ bị sa sút, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Còn khi nhìn lại Việt Nam, luật của chúng ta đối với loại tội phạm này có đang hơi nhẹ tay không hả các bác?